Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin điểm nhấn thị trường của công ty cổ phần chứng khoán MB. Bản tin hôm nay của chúng tôi bắt đầu với nhận định thị trường. Thị trường giảm về mức thấp nhất 8 tháng. Thưa quý vị, thị trường trong nước có phiên giảm mạnh đi vào lịch sử. Tại thời điểm thấp nhất, chỉ số VN-Index mất hơn 80 điểm. Tuy con số thiệt hại tuyệt đối vẫn không bằng phiên giảm 73 điểm hồi cuối tháng 1 năm ngoái, nhưng khốc liệt hơn do thị trường đã giảm 3 tuần liên tiếp trước đó và chỉ số VN-Index cũng đã mất gần 185 điểm trước phiên giảm mạnh hôm nay. Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 68,31 điểm xuống còn gần 1.311 điểm. Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng giảm 77,93 điểm xuống còn hơn 1.366 điểm. Nhóm mid-cap và small-cap cũng giảm lần lượt 5,85% và 5,38%. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE còn 19.576 tỷ đồng so với mức bình quân 22.000 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 697 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 734 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó. Trái với diễn biến bán mạnh của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại tiếp tục mua dòng 232 tỷ đồng. Việc hàng loạt cổ phiếu giảm sàn bất chấp yếu tố cơ bản tốt hay xấu đang khiến tâm lý nhà đầu tư xuống thấp, dòng tiền sẽ thận trọng khi các nhịp bắt đáy vừa qua không thành công. Trái ngược với diễn biến của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại vẫn duy trì mạch mua dòng 4/5 tuần vừa qua. Do vậy, các nhịp giảm vẫn là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn như các tổ chức. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư ngắn hạn, không nên trung bình giá, hạn chế sử dụng margin. Thông thường sau các phiên giảm sâu như hôm nay, thị trường sẽ có nhịp hồi kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể tận dụng để cơ cấu danh mục hoặc giảm tỷ trọng. Với những diễn biến trái chiều của thị trường cơ bản như vậy, cùng điểm qua xu hướng dòng vốn ETF, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh vào phiên chiều đã khiến các chỉ số chính đóng cửa trong sắc đỏ. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa giảm 5,4%, VN100 Index đóng cửa giảm 5,46%, VN-Philips đóng cửa giảm 6,33% và VN-Diamond đóng cửa giảm 6,52%. Trong khi đó, các chứng chỉ quỹ ETF cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Tổng khối lượng giao dịch ETF trên thị trường tăng 27,05% so với phiên liền trước, đạt hơn 4,86 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương với tổng giá trị khoảng 122,4 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến khả quan khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua dòng 19,09 tỷ đồng qua kênh ETF nội trong phiên giao dịch hôm nay. Tạm gác lại những tin tức trong nước, cùng điểm qua một vài tin tức thế giới. Các thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh phiên đầu tuần, dẫn đầu khu vực châu Á là thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trong khi đó, thị trường châu Âu mở cửa và các hợp đồng tương lai của thị trường Mỹ cũng sụt mạnh. Thái Lan và Singapore đồng loạt nới lỏng quy định nhập cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin điểm nhấn thị trường của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng những thông tin cơ bản trên giúp ích cho quá trình đầu tư của quý vị. Đừng quên quay trở lại với chúng tôi trong bản tin sáng ngày mai với những thông tin hấp dẫn và cập nhật nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!